Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel Tô Màu Blue. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh ảnh một cô gái đội một chiếc mũ nha, và bằng một chiếc áo len mình tô màu với mình nhé. Mình sẽ tô mái tóc màu nâu. Chiếc mũ mình sẽ tô màu than. Chiếc áo len mình sẽ tô màu hồng nha. Các bạn ơi, vậy là mình đã tô hoàn thiện xong bức tranh ảnh một cô gái có mái tóc màu nâu và đội chiếc mũ màu vàng, mặc chiếc áo len màu hồng nha. Thì các bạn có thể tham khảo tô màu hôm nay mình tô màu nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Đừng quên bấm like và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.